Cái này chính là cây tắc kè đá. Thì thường nó sẽ bám trên những cái tảng đá hoặc là trên những cái thân cây lớn ở trong rừng. Nhưng mà thi thoảng thì cũng bắt gặp nó bám trên cái cây mai, rồi cây tre trong rừng. Đây lá đây các bác này, lá đây. Đấy. Thì con sẽ đang tìm đây ạ. Đây có một bụi đây rồi. Cái vết thương thì bé thôi, do vậy là quân sẽ lấy ít thôi, không lấy nhiều đâu. Đây các bác. Đấy. Cái củ nó bám trên cái thân cái mai đấy. Đây ạ. Quân chỉ lấy cái củ bằng này thôi, không lấy nhiều đâu. Đấy. Bây đi xuống thôi. Đây này các bác này. Đấy. Nó bám trên cái thân của cây mai đây. Mình sẽ bóc cái vỏ ra. Đây những cái lá nó đấy. Bóc ra bác nhìn thấy củ nó như nào. Cây này tốt cho xương khớp. Và trong những bài thuốc về thận thì ta cũng sử dụng cây này bổ thận. Trong trường hợp bị bong gân này, dập gân này, dập xương này thì dùng cái này cũng rất tốt, nó giảm đau và chóng liền xương. Thì nhưng mà tuy nhiên đây cũng chỉ là một vị thôi. Các bác hãy chờ xem con sẽ kiếm thêm một số những vị thuốc khác để cho vào bài thuốc này. Đây là cái lá của cây dâu tằm các bác này. Vị thuốc thứ hai các bác nhé. Chúng ta cũng hái một nắm. Lá dâu tằm có tên khác là tang diệp. Chỗ này là có hai cây thuốc mà quân đang cần tìm trong bài thuốc ngày hôm nay. Thứ nhất đó là cây chè xanh này các bác này. Cái này nó hơi già rồi. Nhưng không sao, lấy cái lá non phía trên này vẫn được. Cây mua đấy ạ. Cái mùa này thì nó cũng không có lá non đâu. Chúng ta vẫn phải lấy những cái lá xà. Cô sẽ lấy như này. Đây bác nhá. Con hái được đủ những cái vị thuốc mà trong bài thuốc chữa trong hợp bị dập cơ đấy. Đấy, ví dụ ngón tay chúng ta này. Ngón tay ngón chân này. Bàn tay bàn chân này bị viên gạch viên đá nó rơi vào đấy, bị dập tay này hoặc là bị kẹp bánh răng này đấy, nó vừa bị thương ở bên trong này, vừa bị chảy máu ở bên ngoài này đấy, thì chúng ta sẽ dùng bài thuốc này. Cái đầu tiên, vị thuốc đầu tiên con tìm được chính là cái tắc kè đá đấy ạ. Cái thứ hai nữa đó là lá dâu đấy ạ. Đây lá dâu tằm đây đấy. Thứ ba là chè xanh. Đây ạ. Cuối cùng đó chính là lá cây mua đấy ạ. Đấy. Bốn vị thuốc thôi nhé. Chúng ta cho vào cối. Đứng khoảng 5 đến 10 phút là cái nước, là cái thuốc bên trong nó sẽ nóng lên quá nhé.
Sau khi nướng được khoảng 5 phút này hoặc 10 phút thì các bác sẽ bỏ cái thuốc này ra. Chúng ta để lên một cái đĩa như này. Đó. Và tắt bếp đi. Đây các bác nhá, cái vết thương này bị hai ngón tay, ngón nhẫn và ngón giữa này. Thì nó vừa bị thương bên ngoài, tức là vừa bị chảy máu này, chóc da này, rồi dập gân này. Đấy. Dập gân này, dập cơ này. Sau đó là cái móng này. Cái móng có thấy tím chưa? Đấy, nó tím như này. Mà không bó thuốc vào ấy thì rất có thể là cái móng này nó sẽ bị hỏng. Đấy. Thì cái bài thuốc hôm nay thì gồm 4 vị thuốc Quân đã giới thiệu cho bác rồi. Cách làm thì cũng rất là đơn giản thôi. Hơi sót phải không? Hơi đau, hơi sót à? Cái này sẽ lấy cái dây buộc vào nhé. Đấy. Các bác nhé. Để thuốc như này. Đấy. Thì chúng ta sẽ cố gắng lúc chuẩn bị đi ngủ ấy, chúng ta sẽ bó vào như này. Đấy, thì đêm hôm nay ngủ nó mới ngon giấc được, không thì nó sẽ rất là buốt, rất là đau. Và cái móng này ấy, nếu chúng ta không đắp thuốc vào thì hôm sau nó sẽ long ra và nó rất dễ bị rời ra đấy. Đấy, và chúng ta sẽ đắp thuốc đến ngày mai, cố gắng để càng lâu càng tốt. Khi nào không để được nữa thì chúng ta bỏ ra và chúng ta lại đắp thêm một cái lượt thuốc mới vào. Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Cái bài thuốc Quân chia sẻ cho bác trong trường hợp bị bong dập đấy, cả phần bên ngoài lẫn bên trong rồi dập móng. Cảm ơn các bác đã luôn đồng hành cùng Thảo Dược .net. Các bác có những yêu cầu Quân làm về những bài thuốc, giới thiệu về những bài thuốc, cây thuốc nào thì các bác hãy để lại bình luận xuống phía dưới giúp Quân có nhé. Xin chào bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Quân.